Xin chào cả nhà nha. Mà mình với bữa nay với ông Út là thấy mấy cái chấm này đặt ngang có lương không nha. Ở trong này thì mình chấm này mình bỏ ốc màu vàng vô đặt trùng. Chả không có đít chút. Không đít nè. Ấy nó vô rồi nó cho nó thở. Cục con gõ làm dấu đi rút đi để mơ rồi. Thấy mà. Thấy mơ không thấy được, không biết dở à. Ừ. Chuyện cái thùng á, thùng tứ á. Rồi còn cái đây mình đặt đây cái nữa chỗ đường nước dạ. Nâng xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ hôm qua cha có đi đặt chấm lương đó ông bà cô chú. Dạ sáng nay thì con cùng với cha với ông Út đi giải chấm lương nha. Bên đó con cái không Út? Cha còn với ông Út đặt chấm lương theo mấy cái đường mương nè. Vô được con. Dạ cha dở tới bên đây hết cha. Ông Út dở cái đầu tiên có lương. Ôi ôi lương bự nè ông Út ơi. Dạ nghính luôn nè. Qua nhiêu cái ông Út? 19 cái hả? Ồ. Ai được một con lươn vàng nghính luôn.
còn mồi ốc nữa nè. Thôi con để cho chị vô đây hết rồi. Có đem cái giọt theo, cá cha có không cha? Mình giỏ đem về luôn nha. Có không Út? Ủa có lương kìa. Còn đợi con dưới mốc ơi. Ủa lương thò lên. Quán gì chì vô đây đi. Mình cha đặt mồi ốc vui vàng. Được một con lươn đó, nhà ngính luôn. Dạ. Có không ông Út? Hai cái không có. Trong này thấy êm quá. Dạ, rau mát với cỏ rất trơn rồi. Dưới trong này nước, nước cỏ nè. Dạ sáng nay nước lớn. Cái chấm này không có luôn. Bên ông Út à. Út trong cái bụi rau mát luôn à. Lúc luôn hả ông Út? Qua ông Út có làm dấu không? Bữa nay nước lên nhiều. Ba năm sáu dở sáu cái chấm mà có con gom ra đây à, múc rồi. Mấy cái này không chạy rồi, nó bị lút chấm rồi.
9 cái à? 9 cái đúng không? Vậy còn 10 cái nữa không? Không còn 19 cái. Ủa có lươn kìa. Dạ. Ấy được một con lươn nữa. Đặt trứng này chạy lươn bự không à. Qua wow, lươn nhà nghính luôn à. Rồi đi qua cái chuồng vịt. Dạ. Cái này mùa nước nổi lên nhiều. Tràn ngập hết mấy cái bờ. Có không cha? Cái này không có. Một cái ở đây hả cha? Có lươn kìa. Cha đặt được cái hòm xuống dưới nè. Còn cái miệng trên đây. Không, dạ. Đặt chấm này chạy lươn bự hơn súp ủ. Cái này nó bị sét luôn. Sét à? Cái này mới. Ôi, thương thấy ham nhà nghính luôn. Rồi lên trên đất trồng cà ná hả cha? Rồi đất cà ná này thôi, đúng không? Trên đây thấy cũng im quá mà nó không chạy nhá. Im quá im. Dạ. Nguyên cái mương ra muốn. Đặt đâu nhớ rồi. Cá nhóc gần cả. Dạ. Cái này tới một cà na à? Tới chưa? Ủa cà na trái bự bự không cơ? Kìa. Thấy. Như vậy nấu.
Thì đặt xuống gió, đặt xuống gió. Đặt đủ chỗ luôn. Này lên tới cái hầm của Út luôn rồi. Đừng con không ngon. Vô. Ở trong hầm có mốt à. Có lương. Có lương, vô. Vô được con mà. Không được không? Dạ. Thấy thì cũng lương. Con này cũng vừa. Vừa. Đi lại thùng chút nha. Cái bờ này Út mới bè lại đó không Út? Mới bè lại đó. Đấy, đất nó còn mềm. Sợ nước ngập. Dạ. Mẹ bao kéo lên rồi. Khô kéo được. Còn cái này hết hả? Ốc quắn bu luôn. Cái miệng này cha ngoài kỹ. Một con lươn. Con này vừa vừa. Đi. Trong hầm Út có nhiều, biết đặt vài cái trong. Vậy? Đó, tôi tưởng luôn. Ê, không có lươn. À vậy có lươn. Có lươn. Thôi đặt vài cái vô rồi. Dạ. Còn cái bên đây nữa là hết rồi. Ở trong đây làm ủ lương cũng im không Út? Ừ. Bây giờ dọn làm mấy cái ủ. Chúng làm mà chưa có làm. Những cái này ủ là có. Dạ. Chó. Ủa có lương kìa. Cái cuối cùng là đứng con đó. Thưa quá im luôn. Im à. Quê quả đắng quá trầm quả quá. Lẻ nó dày hơn. Dày quá trời. Vậy mà lên đây có. Ừ. Đây gì có này. Ở trên đây làm ủ lương được. Ủ ừ. Đây được con nữa nè. Con cái này gì? Bằng con Út nãy nè. Này là ủ lương có nè. Dạ. Không chứ quá trời dày bả. Quá trời bả dày đi muốn đúng luôn. Con cái chì này nó xét nè. Con nữa. Ủa phóng kìa. Phóng. Phóng chung à. Được 6 con lươn, 4 con bự, 2 con nhỏ. 2 con nhỏ.
Đây, tôi cầm vô. Rồi, đi về chạy. Rồi, về chạy. Cũng có lý. Có lý. Đi vô bánh rồi. Vậy cũng có lý lắm rồi đó. Có ăn rồi không? Có ăn rồi. Ơ, bò ra, bò ra. Ủa luôn, mạnh ghê luôn á. Ừ, không dám ăn. Dạ. Có hai con này nó vừa vừa 200g yếu. Cái này 100.000 một ký. Vừa 18.000 bốt ơi. Hai con 18.000. Nè. Dạ. Rồi, cảm ơn mốt luôn. Đâu ba bọc. Được mấy con lươn bự đó mà cô chú thì con đem bán nha. Nhà con thì cũng ít ăn lươn nữa. Hôm nay được mấy con lươn ngon là bán cho bà con hàng xóm ăn. Dạ. Con nào cũng được hết bốt. Bắt được bốt bốt quê. Lương nó mạnh, nó phóng nãy giờ. Lương bà ba ơi. Nhiều ký. Dạ 150 con bự. Ba 600 mấy gram à? Như 600 gram đi. Nửa ký thì nó 75 ngàn. 75 với 100 gram kia 15 ngàn nữa. 90 ngàn. 90. 6 con đi. Dạ. Ba con hay gì? Ừ. Chú có con tiền thối rồi. Chú đi ba cố ba không có tiền thối rồi. Chúng ta có tiền lẻ nè. Dạ. Vậy em sao cho đổi em sao? 90 hả? Khỏi 101. Dạ. Nhà khỏi 101 đi. Rồi đó. Đưa 90. Ăn con mất là tính sao gì vậy? Con này lương năm hết rồi. 350g. Hết rồi. 300g là nó 45.000. Cái kia như 7.000 nữa là 45.000. Như vậy 52, 50. 50 nữa, bớt nữa hả? Dạ. 50. 50 chứ nãy 90 là 140. 140. Con có đem tiền theo không? Con đem có 30.000. Sao? Mấy chục ngàn. Đó có đưa cho con đi. 140 rồi. Đó. Rồi. Dạ. Rồi, ngon quá đi. Rồi căng con nói cho bà ba đi. Ừ, nó cháo quá. Cháo luôn bà ba. Dạ. Cháo lương ăn bổ. Còn một con lương hết sức ngon rồi, vàng nín luôn á. Lương ăn tốt. Dạ. Con này 350 luôn nè bà ba ơi. Là 52 lấy 50. Cái này giống con của thím Sáu luôn. Bỏ đất đi. 150 luôn. Ông Sáu cho con đổi luôn đi, ông Sáu. Mấy người có 100 á, có giấy 100 đó. Mày cảm đưa nói tay chưa? Không có. Người có 100 nè. 100. Còn 150 đủ không ba? 50. 50. 50 phải không? 150 nó lại đi luôn. Đi luôn. Ai con có tiền thối nè, ông Sáu lấy giùm con đi. Cái tay nó đủ 50 mới có. Rồi 50. Bóc cái tay nó nhít nhớt. Trời, có bốn con lươn bán hết trơn à. Dạ. Mấy lươn. Chứ có nhiêu tiền trong túi. Năm ngọc có mua cho. Tiền đi chết tụ. Vậy hả bà? Bà năm ngọc có cho. Đây con lươn của bà ba. Nãy giờ bán cho bà Út là 90 ngàn. Cái này 100 ngàn nữa, 190. 190 chứ nãy của bà Út 18 ngàn nữa. 208 ngàn. Dạ hôm nay con cùng với cha của con với ông Út có đi dở chúng lươn thì cũng dính được mấy con lươn bự đó mà cô chú, rồi con bán cho bà con hàng xóm ăn luôn nha. Dạ thì con cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà cô chú đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Hương Quê. Hẹn bà cô chú ở video tiếp theo. Dạ xin chào.